Phạm xin kính chào tất cả quý anh chị em. Vâng, chào mừng quý anh chị em và con lại tới với thế giới xe cũ tải xe máy Thanh Đoàn. Và trong buổi chiều ngày hôm nay, Thanh Đoàn cập nhật rất nhiều xe để anh chị em bà con tham khảo nhé. Vâng, và anh chị em bà con cũng biết Thanh Đoàn chuyên mua bản trao đổi tất cả những dòng xe đã qua sử dụng, từ dòng xe rẻ tiền đến dòng xe cao cấp, từ dòng xe chủ đến dòng xe ga. Và hôm nay là thứ bảy cuối tuần, em hiền kính chúc cả nhà thân yêu một cuối tuần thật nhiều niềm vui, an yên, hạnh phúc. Và nếu đánh rối thì ghé tham quan mua sắm ủng hộ Thanh Đoàn. Và trong buổi chiều ngày hôm nay, Thanh Đoàn về một chiếc xe Novo LX bình đề đầy đủ, máy êm, với giá chỉ có 5.500.000 đồng. Chiếc xe mang biển 54S41461. Vâng, một chiếc Novo 4 bình đề đầy đủ, máy êm, có 5.500.000, không mua thì còn chần chừ gì nữa. Đó, về bọc thắng bên này với bề đề đó, nhưng mà do miền đang quay xe không để được, anh chị em bà con yên tâm, xe miền mua ở đây là đã test thử, đã kiểm nghiệm ok rồi mới đăng lên, anh chị em bà con cùng xem nhé. Đó, xe rất liên lạc luôn, tối hôm chiều hôm nay về ngập nhà xe để phục vụ quý anh chị em bà con, những chiếc xe vừa về để phục vụ mọi người nhé. Đó, tiếp tục em miền trẻ review chiếc ẹc mang biến 59H1 58799. Đấy, số đuôi thấy 99 là lộc lộc phát phát rồi. Vâng, một chiếc xe nguyên bản từ đầu tới chân, màu xanh GP, biển Thành phố Hồ Chí Minh, xe rất mới và đẹp, tem đinh theo xe, đầu mẩy êm, bình đề đầy đủ, với giá để quý anh chị em có gì chủ bác ra gần 22.500.000 đồng. Tất cả anh chị em bà con đến mua xe được test thử này, được chạy thử và có chính sách bảo hành từ 6 tháng tới 1 năm, bình đề 6 tháng và cho chạy miễn phí 1 tuần. Và đây là những chiếc xe có để anh chị em bà con đi làm, những chiếc xe giấy tờ đầy đủ này, bình đề đầy đủ, có 2.500.000 đồng. Đó, 2.500.000 đồng cho những chiếc xe. Đó, bánh mâm, thang đĩa, giấy tờ rất hợp lý luôn. Một chiếc Sharp 2020 biển 47F1 35266 phiên bản mini. Một chiếc xe rất mới và đẹp. Phiên bản này, phiên bản đó, đá chân trống 30 giây tắt máy rồi. Đó, máy cực kỳ êm luôn. Còi xi nhan hoạt động tốt anh chị em bà con, với giá 17 năm. Vâng, tội gì mua xe mới 30 mấy triệu, hôm nay tại Thanh Đoàn bán một chiếc Sharp hiệu mini với giá chỉ có 17.500.000 đồng. Bao test, bao chạy thử trước khi lấy nhá. Và đây là những chiếc Novo LX. Vâng, Novo 5 chín mọi người. Novo 5 keo nguyên con vừa lột, rất mới và đẹp luôn. Bánh mâm thắng đĩa luôn anh chị em bà con nhá. Đấy, toàn bộ rin nguyên con luôn. Quay đến đâu đẹp đến đó, những nước sơn của nó này. Quá tuyệt vời luôn, chiếc xe mang biển 93H1 05478 này. Đó, dàn chân mọi người xem kỹ cho miền, với giá 11.500.000 đồng. Đó, và đây lại là tem số 10, với giá 10.500 luôn, màu đỏ đen, rất mới và đẹp anh chị em bà con nhá. Mấy xe này thì em miền không cần phải nổ máy, tại vì xe bao êm bao chạy luôn. Biển 70G34375. Đó, mùa dịch như thế này anh chị em bà con không đến trực tiếp cửa hàng thì có thể đặt cọc, em miền hỗ trợ ship về. Đây là chiếc AB màu cam đen, mẫu 2017, đăng ký lần đầu tiên 2018, với giá 26 năm, mang biển 68C1-40799 nhé. Đó, chỉ cần chứng minh nhân dân là anh chị em bà con hỗ trợ mua góp được rồi. Jupiter đời 2020-2021, phiên bản màu đen nhám cao cấp. Đó, có tem năng lượng xanh, không khác gì một chiếc xe mới luôn. Một chiếc xe mang biển 85. Đó, ốc tán như xe mới, tem đinh anh chị em bà con, chốt đơn 22.500.000 đồng. Những chiếc AB 125, vâng, chưa bao giờ mà thấy những chiếc xe đẹp và bóng như thế này. Toàn bộ đang dán keo vừa lột ra, đẹp như xe mới luôn anh chị em bà con nhé. Với giá 21.500.000 đồng. Trong quá trình quay xe, xe nào rin em biền nói rin, xe nào đã qua làm máy em biền nói luôn cho anh chị em bà con được biết. Quá tuyệt vời, ôi ôi, mới cứng luôn mọi người, rất mới luôn nhé. 21.500.000 đồng. Ẹc 135 màu trắng xanh GP này, in nguyên con từ đầu tới chân này, 19 năm, mang biển 95E118060. Máy móc thì khỏi phải suy nghĩ rồi, dàn áo thì cực kỳ mới và đẹp luôn. Đầu nồi 100% trên đét nhá. Đó, và đây chiếc quay Alpha. Alpha này là đời lốc trắng này, xe chưa rửa, vừa đổi xe xong. Xe này thì giấy tờ là khách đang làm theo thông tư 58 và đang chờ cả biển ra. Anh chị em bà con mua thì mình cứ giữ lại tiền, khi nào có cà vẹt thì lấy sau. Con này là 8.500.000, có cà vẹt đầy đủ. Hiện tại bây giờ đang chờ thông tư, chưa lấy cà vẹt ra. Sau 20 ngày đến 30 ngày mới có cà vẹt nhá. Bình đề đầy đủ, mọi chức năng hoạt động tốt, với giá 8.500.000 đồng. Một chiếc Jupiter Gravita đẹp, bánh mâm đĩa, có 102 54 6 8800. Phiên bản màu đen kết hợp với tem màu vàng, quá tuyệt vời luôn anh chị bà con này. Đó, có tem kỷ niệm này,
Đó, bánh mâm thì ốc tán cực mới luôn. Lắp máy zin đét và máy thì thầm. Con này đúng 12 triệu đồng. Tiền nào của đó thanh chiêm bà con nhá. Bình đề này đúng này. Úi dồi ôi, không nghe tiếng luôn. Ôi, quá tuyệt vời. Và đây chiếc Futrex biển 36B22593. Những chiếc Futrex đi bao nhiêu năm mà còn hai kiểu khóa zin. Đó, đầu zin, máy zin luôn anh chiêm bà con nhá. Dàn áo zin theo xe. Cái máy của nó cực kỳ. Đó, lắp máy thì đi theo thời gian, đã có nố đôi tí mà người thích em miền trẻ giòn qua lại. Vâng, những chiếc xe không có cái xe nào mà êm hơn con này nữa mọi người ạ. Thực sự mà nói luôn này. Đó, toàn bộ tem zin đét luôn. 25 triệu bao hồ sơ góc canh chiếu các bạn luôn. Đây, đầu zin đét luôn. Mọi người cùng xem kỹ nhân xe là chưa có giảm tút, chưa rửa chứa luôn. Máy móc zin nguyên bản từ đầu tới chân. Ở đây chiếc da nớt phiên bản màu trắng này là trắng này bạc, trắng này là trắng kim tuyến đẹp lắm mọi người ạ. Trắng pha lê tem 2020 luôn mọi người nhé, với giá 19.800.000, biển 93M F1 4935. Cái này là màu trắng, này là màu trắng giống như ngọc trai mọi người, rất dễ thương luôn. 2020 2021 nhá. Đó, super rim đẹp lắm mọi người này. Trường nẹp xi luôn. Biển 53V8 7491. Zin đét theo xe. Quá mới và đẹp luôn anh chị em bạn nhé. Đây. $21.500.000. Máy móc khỏi bàn cái, lại Futrex này. Phiên bản FI full xăng. Mâm đĩa 37.500.000. Khung xăng để tới 37 năm, bao hồ sơ góc luôn. Biển số này 61C102131. Mới cứng luôn anh chị em bạn nhé. Đó, đồng hồ điện tử luôn. Không thế nào hoàn hảo hơn. Đây, đến chiếc xe zin nguyên bản. Hồ sơ cầm tay. Nước sơn zin, tem zin đeo xe. 25 năm bao hồ sơ góc. Đây, đầu bò này. Quá tuyệt vời. Máy móc thì thầm. Chiếc đèn 5.000 cây số. Không một tí vết nào luôn. Con này biển số 94K06434. 28.500.000 đồng, đúng 5.000 cây. Đó, nhìn kiểu khóa biết liền. Xe này là cầm nhiều hơn đi. Và đây một chiếc xe mới thực sự anh chị bà con này. Tem zin đeo xe hết nhé, bánh mâm đĩa này. $20.500.000. Cái máy thôi nhá. Hai chìa khóa còn đi. Không nghe tiếng luôn. Em ru luôn anh chị em bà con. Quá tuyệt vời. Tem zin nguyên bản luôn. 20.500.000. Chiếc quay alpha tên chất X. Zin nguyên bản có bứng đầy đủ luôn. 18 năm. Biển số 86K49509. Gia nấc 93L130760. Nguyên bản chám chim măng. Chiều khóa thông minh. Đó, con này để quý anh chị em và các bạn với giá cực kỳ yêu thương 17 năm. Và ngoài ra tại cửa hàng Dinh Đoàn còn rất nhiều xe nhá. Anh chị em bà con cùng tham khảo và lựa chọn. Anh này vừa lấy về xong. Đây. Đây quá nhiều đường tướng ở đây. Đồng hồ điện tử này. Đèn 70K 157 zin máy 16.800.000 đồng. Và đây AB biển 37K215 che cực kỳ mới đẹp. Ở ngoài tại cửa hàng Thanh Đoàn còn rất nhiều xe, anh chị em bà con xuống tham khảo và lựa chọn nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ và yên nhé.